chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em về thêm được một cặp cúc chép cộng với một cặp na dây, tổng cộng là một cặp cúc chép và ba cặp a dây, ba chiếc đẩy. Đấy, bác nào mà làm thực hiện chơi này là cực cỡ rồi. Nó có bác khách bác gọi lấy là 8 tay dây, đây là 8 cặp a dây và 2 cặp cúc chép, 6 đẩy, 6 hay 8 đẩy gì đấy. Rất là hoành tráng luôn. Bây giờ là em phải dỡ hàng xong đã. Này hết một vé rồi chưa? Này hết một vé rồi. À. Đây các bác xem nhé, chưa từng gặp quả súc này mà nó lại vừa to vừa dài vừa khủng như này, không biết là từ côn bao nhiêu nhưng mà nhìn như này là đã thấy nó không vừa lắm rồi các bác ạ. Con này thiết kế nhá, như thường thường là đằng sau cái loa là nó sẽ có một cái hậu để cắm dây, dây nó nhăn ngay đây. Đấy, con này là một điểm hơi đặc biệt tí, và chiều dài của nó là 121 cm, chiều sâu tính bề mặt là 60, còn tính sâu hết cỡ thì là được 62,5, gần 63 cm. Đấy. Chiều cao thì em sẽ đo luôn đây nhé, chiều cao là cả chân vào 59 cm. Em chưa từng gặp cái quả mega súc nào nó gớm này. Đồng bộ của ACAIF Germany nhé, thương hiệu Đức, còn sản xuất tại đâu thì còn đâu mới biết, phải mở ra đã. Thì còn chắc technology from China thôi, hoặc là technology in from Germany, Mazda in PRC, hoặc là Trung Quốc. Đấy, súc rất là to, lưới này đục lỗ to, đục lỗ tròn này, đục lỗ nục giác này. Đấy, xong bên này lỗ tròn đây, hay không, thiết kế nó rất là khủng. Quả này riêng đôi này tiền cước từ cửa khẩu về đến đây đã vào hơn 800.000 rồi, còn đôi này nữa hơn 200 mấy. À, các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé, để em nghe điện thoại đã, xong lát nữa tháo ra sau. Đây các bác xem nhé, súc kép đây. Úi xời, cái nón nắp chắn bụi của nó to đùng này. Đấy, to như cái gì này. Đấy, nhiều các bác là ấn cho bẹp con này xuống, em không hiểu các bác nghĩ gì mà vui tính thế. Đấy, bên trong thùng đây em vừa dỡ ra một chiếc, có vách ngăn này gọi là chặn cái sóng đứng này. Đấy, thấy không? Ô, chết rồi, không bẻ nữa thôi, tính nữa phải bắn đinh lại thôi. Nó có hiểu biểu hiện là việc chạy đi chơi nha. Cái này tí em phải xử lý lại nhá, lại tốn tiền mua súng bắn kim này rồi. Đấy, thùng đây tương đối chắc chắn, ốc chân re này, ốc đây và dây hậu đây. Đấy, ốc đây sách hậu kia. Ở đây là cái phần cũ nó bát băng nhìn chán này. Đấy, từ 22 hay là từ 19 không biết, từ 20 nhưng mà côn 100. Đấy, côn rất là to, từ 20 côn 100. Hai cái nỗ thở của nó rất là to này. Đấy, bạn này đánh tiếng thì bao hay cho các bác. Con này nó mới đuổi được a dây. Một chiếc súc đây là đánh đuổi được 3 tay dây một bên. Một đôi súc là đuổi được 6 cái dây này. Đánh tít mù luôn. Thì các bác nào quan tâm đến súc này liên hệ trực tiếp với em nha. Súc này thì hiện tại em xin phép được báo giá. Nó rất là đắt, 15 triệu một đôi giá tại cửa hàng. Đấy, giá trên là đã bao gồm sơn si lại cho các bác ngon lành hết rồi. Mỗi cái điểm trừ con này là không có cái chỗ nào để gọi là bắn chân bánh xe, nên là cái loại này là gần như kê mặt đất rồi. Mà loại này cũng điểm trừ, nếu mà nó gọi là kê mặt đất thì trên nóc nó cũng phải có một cái khoang để hạ cấp vào cái chân này. Đấy, điểm trừ. Và cái điểm trừ cuối cùng nó là cái dây không phải là cắm đằng sau mà nó cắm ngay cạnh đây. Đấy, ngay cạnh đây, hốc này này. Đó, nó có cái gì đây,
Nó có mấy cái điểm trừ nhưng nói chung cũng không đến nỗi mất điểm quá. Súc 50 từ 20 côn trăm ACAIF, phần lưới của nó đây rất là dày. Nói chung là về lô này em phải tốn hơi bị nhiều tiền sơn. Sơn này thì nặng lắm, nặng nhằng 600-700 nghìn tiền sơn cả lô này. Riêng a dây thôi đã vào một thùng rồi, một thùng là gần 400 nghìn. Còn súp này thì chắc phải tầm nửa thùng. Đó, nặng tiền lắm. Lô a dây này 6 tay dây, một đôi là mất 3 nọ, một đôi dây là mất 3 nọ, 3 đôi là vào 9 nọ rồi. Đấy, xong là còn súp nữa, tốn kéo lắm. Nhưng thôi chấp nhận thôi, những cái hàng chất lượng thì không chê được cái gì. Đấy, đây nó có cái hay này, có vách nó thông với nhau nhé. Đấy, chia áp lực cho nhau. Ok, thì các bác nào quan tâm sản phẩm gì thì hãy trực tiếp nhé. Cây này thì hơi đắt, 15 triệu một đôi, giá là đã làm ngon này cho các bác rồi. Các bác về chỉ việc chơi thôi, không có bao ship đâu nhé, chỉ hỗ trợ công việc trong gói. Hoặc là gần thì em sẽ giao hàng tận nơi miễn phí. Tầm 30 cây thì giao hàng tận nơi miễn phí, còn xa quá thì thôi nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. We'll be right back.